Rồi. Cung cấp nguồn bãi nha anh em. Này nặng chắc cũng cỡ tầm 4-5 kg. Hai sò xét Toshiba đó này, tản nhiệt này. Nó sẽ điện 100V nha. Tình trạng nó bớm một cái đồng hồ nha nè, mà vẫn còn hoạt động nha. Bây giờ mình game cái tay rồi mình mắc cái cái đồng hồ đo áp rồi cho anh em coi luôn nha. Nè, giờ mình dặn lên nè, 2V này, đó 5V mấy nè. Đây mình đặt 10V này, nó cũng chính xác nha nè. À lóc nhưng mà nó cũng tương đối vừa, 10V này đúng chưa? Trên kia 10,4V này không? Cái đồng hồ nó đo chính xác lắm nha nè, cái đồng hồ nó của Đức nha nè. Đo là yên tâm nha. Đó mình tinh chỉnh rồi nè, nó chỉnh đúng nè, chỉnh đúng 10V luôn nè. Đó kia mình lệch chút xíu thôi nè em không? Được chưa? Đây là cái kim là chỉnh ampe nè nè. Đây công tắc nguồn nha, đây nguồn này. Đó ok chưa? Đấm nguồn này nè. Đây là mình có nghĩa là mình tinh chỉnh luôn nha. Nhỏ nè, chạy liêu riêu này nè em thấy không? Chậm dừng lại luôn nè không? Đấy. 2V máy nó vẫn chạy này, dừng lại đi. Mà có đà rồi nó mới chạy, anh em hiểu không? Nó đưa ba thì cái dòng lớn hơn mình riêu lại này, không? Đây là nghe này, tắt nhà, nghe này. Anh em nghe không? Lên tới 19V luôn này, 20V không? Gần 20V, 19,9V nữa, 9 mấy V, gần 20 chẳng luôn này. Ok chưa? Cái này giờ chả biết cái công tác đang tác gì anh em ạ. Viện nghiên cứu thì mình chỉ nhớ nha, hai cặp đó nha, màu xanh với màu trắng nha anh em. Nó còn hai cặp kia nữa, bốn cặp lận á.